Từ lâu, bistec đã trở thành một món ăn vô cùng quen thuộc của người Sài Gòn. Cùng với sự du nhập của rất nhiều thương hiệu bistec nổi tiếng từ các nền ẩm thực thế giới, bistec tại thành phố cũng ngày càng biến hóa phong phú, đa dạng hơn về hương vị, cách chế biến cũng như phong cách phục vụ. Và dĩ nhiên, điều đó góp phần làm cho thành phố có nhiều nhà hàng nướng bistec lâu đời nhất nước. Như quý vị biết đấy, tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều quán steakhouse khác nhau và Mạnh Tùng đã mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm ra được một quán ăn với phong cách cổ điển đậm chất New York, và nơi đây hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta. Có lịch sử 15 năm, Amigo, còn có tên gọi khác là nhà hàng Hữu Nghị, là một trong hai nhà hàng nướng phong cách steakhouse đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Với kỹ thuật xẻ thịt độc đáo, cho ra những lát cắt ngon nhất từ những giống bò thượng hạng nhập khẩu, ví dụ như bò Wagyu Nhật. Máu nó vừa ra, tại vì mình nấu là không hòa, nó nóng dần dần vô trong. Đó, thì nóng vô trong thì máu nó sẽ chảy ra. Thì máu nó chảy ra hết rồi đó, thì lúc đó là thịt bò nó đã chín. Như miếng thịt này thì khoảng bao lâu nữa chín hả anh? Miếng này khoảng chừng 10 phút nữa nó mới chín. À đấy, em hỏi là giả sử khi mình làm cái món bít tết ấy, không hiểu là mình nên cắt ở cái độ dày khoảng bao nhiêu để vừa ăn, nấu cũng dễ dàng hơn ạ. Ở đây thường thực cắt nó, người ta ăn á, thì ăn vừa là miếng khoảng chừng 200g, chiều còn có chừng 2 phân. Nếu dày quá thì sao anh? Dày quá thì mình nướng lửa nhỏ hơn, hoặc là mình có thể mình nấu có 50% chín xong mình cho đút lò vô lộ bên. Quả thật được cắn vào một miếng thịt bistec với độ dày vừa phải, thật là đã miệng. Và ngoài ra quý vị nhìn nhá, chúng ta có một miếng thịt ở mức độ là chín vừa. Vì vậy sẽ được hưởng thụ tất cả những hương vị từ miếng thịt bò này. Đầu tiên đó là một chút cháy cạnh, một chút thịt chúng ta làm chín vừa phải và ở bên trong tái một chút. Đa dạng hương vị sẽ khiến chúng ta có một cảm giác rất thích thú. Ở cái nhà hàng này có món bò rất là đặc biệt, nó vừa mềm vừa ngon thơm. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Mạnh Tùng đã có một trải nghiệm rất độc đáo với món bistec nướng vừa phải, thơm ngon. Và khi thưởng thức, Mạnh Tùng mới nhận thấy đó là món ăn càng trở nên thơm hơn, ngon hơn, độc đáo hơn nếu chúng ta được thưởng thức trong một không gian ấm cúng, sang trọng nhưng không kém phần phong cách.